Bạn đã bao giờ thấy một ngôi nhà bay chưa? Không, đây không phải là một cảnh từ phim khoa học viễn tưởng, mà là hiện thực. Chào mừng bạn đến với cuộc phiêu lưu kỳ thú, Cẩu nhà nguyên khối. Một cách di chuyển ngôi nhà mà bạn chưa từng thấy trước đây. Quá trình này bắt đầu với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc đảm bảo kết cấu nhà cho đến lựa chọn cần cẩu phù hợp. Cần cẩu không chỉ lớn mà còn cần sự chính xác cao. Các bác tài cần cẩu là những chuyên gia thực thụ trong việc điều khiển những cỗ máy khổng lồ này. Mỗi lần cẩu là một thách thức, từ thời tiết, khoảng cách, cho đến trọng lượng của ngôi nhà. Đây là nơi mà kỹ năng và kỹ thuật đạt đến đỉnh cao. Và cuối cùng, ngôi nhà đặt chân nhẹ nhàng tại vị trí mới. Quá trình lắp đặt là bước cuối cùng trong cuộc hành trình kỳ diệu này. Từ khái niệm đến thực tế, việc cẩu nhà nguyên khối không chỉ là một kỳ tích của kỹ thuật xây dựng mà còn là minh chứng cho khả năng vô hạn của con người trong việc biến không thể thành có thể. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy đón chờ những tập tiếp theo về những video về kỹ thuật xây dựng hiện đại.